Xin chào các bạn, và đây chính là cái phần 1 để chúng ta có thể làm chủ được tài khoản quảng cáo Facebook trong chuỗi video tự chạy quảng cáo Facebook. Tôi sẽ chỉ cho bạn bí quyết đơn giản để bạn có thể chạy được quảng cáo, nhưng mà khi mà mình ngay cả khi mà mình chưa có kinh nghiệm nào trước đây. Và đây là cái phần rất là cơ bản thôi để bạn có thể chuẩn bị được cái điều kiện cần. Đầu tiên là bạn cần phải có một cái laptop hoặc là máy tính bàn. Thứ hai là bạn cần phải có internet 3G hoặc là 4G. Ở đây tại sao tôi nói như vậy, không phải là wifi, mà nếu như bạn sử dụng tài khoản quảng cáo ở nhà thì bạn sử dụng wifi là một điều ok, nhưng khi mà bạn đã ra quán cà phê hoặc là ở bên ngoài công cộng thì lời khuyên của tôi là bạn nên sử dụng điện thoại di động để bạn phát wifi, tránh trường hợp là bạn sử dụng wifi ở bên bên ngoài quán cà phê thì nó sẽ rất là nhiều những cái vấn đề nguy hiểm cho tài khoản quảng cáo của bạn. Có thể là cái IP đó nó không có được uy tín, đã có nhiều người đã chạy bùng quảng cáo, đã chạy không trả tiền cho Facebook, thì bạn sử dụng chung một cái IP Wi-Fi thì có thể là tài khoản của bạn sẽ bị nghi ngờ và thậm chí bị chết luôn tài khoản quảng cáo và chết luôn fanpage. Nên mà hãy lưu ý cho tôi điều này, ra ngoài công cộng thì tốt nhất là không sử dụng Wi-Fi ở bên ngoài nếu như bạn muốn vào tài khoản quảng cáo. Nên sử dụng internet 3G hoặc 4G để phát Wi-Fi ra để bạn vào thiết bị Wi-Fi của chính bạn. Số 3 đó chính là bạn cần phải có thẻ Visa, Mastercard hoặc đó là thẻ tín dụng. Trong cái loại này thì tôi có lưu ý cho bạn là nếu như bạn đăng ký loại thẻ Visa hoặc Mastercard mà loại thẻ Platinum hoặc là thẻ Gold thì càng tốt. Những loại thẻ này là những loại thẻ mà những cái người mà có khả năng chi trả cao họ thường đăng ký, nên nó sẽ được xét cái ưu tiên số 1 nhiều hơn. Và nói đến tín dụng thì nếu như khi mà bạn đã bắt đầu chạy quảng cáo Facebook á, thì bạn nên đăng ký những thẻ Visa Platinum để sau này khi mà những ngân hàng nó sẽ xét tín dụng cho bạn để bạn có thể trả tiền sau, tiêu dùng trước trả tiền sau, thì đây là một cái điều rất là tốt trong kinh doanh, đúng không nào? Nên nếu như bạn mà chưa biết tới cái cách để làm sao đó có thể làm một cái thẻ tín dụng nhờ ban đầu là mình tiêu dùng qua Visa thì bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong chuỗi video của tôi ở trong bí quyết huy động vốn kinh doanh mà không cần chứng minh thu nhập ở đây. Trong kênh YouTube Nhật ký triệu đô, bạn đã vào đây, tôi đã có 4 video hướng dẫn rất là nhiều cách để bạn có thể tạo ra được cái thẻ tín dụng khoảng 200 triệu tới 500 triệu mà chi tiền trước trả tiền sau. Bạn có thể được nợ từ 30 ngày tới 45 ngày, số tiền rất là tuyệt vời đúng không nào? Nó sẽ rất linh động về vốn để bạn có thể kinh doanh được tốt hơn. Đấy, tiếp theo này, bạn cần có một fanpage đạt chuẩn. Fanpage đạt chuẩn ở đây ý nghĩa rằng là bạn cần phải có, ví dụ như là đây là fanpage đi, thì bạn cần phải có avatar, có ảnh cover, ảnh bìa rồi, và bạn đã phải đăng đăng rất là nhiều những cái bài phía trước rồi đó, nên phải tạo ra được một cái lịch sử. Đây thì đây là cái lời khuyên là ai mới tạo tài khoản fanpage thì bạn cần phải có những điều đấy. Hoặc là trong cái phần giới thiệu á, giới thiệu của fanpage thì bạn đã có đầy đủ những phần giới thiệu rồi, bạn đã thêm được vào địa chỉ kinh doanh, về thời gian làm việc, về mô tả trong cái doanh nghiệp của bạn. Đó 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 là cái fanpage đạt chuẩn, hoặc là bạn ít nhất phải có 100 lượt like đầu tiên. Đó thì bạn thường là cái fanpage đầu tiên thì mình mời bạn bè like fanpage của mình thôi. Đó thì nó sẽ lên được khoảng 100 lượt like, thì lúc bạn bắt đầu bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ dễ dàng hơn, để dễ được xét duyệt hơn, được chưa? Rồi số 5 đó chính là bạn cần phải có nội dung. Nội dung ở đây là có hai dạng, một là nội dung về content, về cách để bạn viết lách để bạn tạo ra được một cái bài quảng cáo để chạy nó và tiếp cận tới người khác để người ta đọc vào, cảm thấy thu hút và người ta muốn mua, muốn xem, muốn bấm vào để nhìn thêm cái sản phẩm của bạn, thì bạn cần phải có một cái content này. Đó. Rồi tiếp theo đó là bạn cần phải có hình ảnh đẹp, thì đương nhiên rồi, khi mà bạn kinh doanh ở trên online thì người ta thường không được sờ tới sản phẩm của bạn, không được gặp mặt trực tiếp để nhìn thấy nó, thì bạn cần phải đầu tư vào hình ảnh. Tôi sẽ cho bạn biết được rằng rất là nhiều người khi mà họ kinh doanh, ví dụ họ kinh doanh về thời trang, về 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 những cái sản phẩm về làm đẹp á, thì họ thường chụp chụp bằng điện thoại hoặc là chụp bằng sản phẩm nó không có mẫu, thì như vậy thì nó rất là không có bắt mắt. Nên nếu như bạn có người mẫu hoặc là bạn đầu tư một số tiền khoản nhất định, bạn thuê người mẫu về bạn chụp thì nó sẽ thu hút người hơn. Tại vì sao? Đơn giản là cái hình đó, thậm chí là bạn chạy cả năm trời bạn vẫn không có thay đổi hình. Đó, chỉ cần thuê mẫu về bạn chụp rất là nhiều nhiều cái hình ảnh khác nhau, rất là nhiều những cái góc chụp khác nhau, thì bạn có thể lấy đó là một cái tư liệu để bạn quảng cáo về sau này. Đó thì đây là những cái tiêu chí cơ bản đầu tiên để bạn có thể chạy được quảng cáo thành công. Hãy nhớ đây là một cái checklist, đây là năm
cái điều mà bạn bắt đầu để chạy quảng cáo thành công. Và nếu như bạn mới bắt đầu xem video của tôi thì đừng quên đăng ký kênh YouTube Sơn PS hoặc là Nhật ký Triệu Đô, follow tôi ở trên Facebook cá nhân để được nhận những cái thông tin mới nhất, những tài liệu liên quan tới chạy quảng cáo Facebook. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn, để chúng ta hẹn gặp lại phần sau.